chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay giới thiệu đến quý vị một con lọc xì xanh xui SE77. Con này thì dòng xuất Mỹ quý vị, sử dụng điện 120V. Và con này nó 4 dòng điện, quý vị có thể đổi được điện 220 luôn ha. Cái con này nó năng cực kỳ mạnh quý vị. Em phải giảm lại bớt ha, chứ mà kéo như bình thường thì nó đánh chắc khỏi bay cái lo luôn. Quý vị thấy cái âm ly em chỉ nhích lên một tí xíu thôi, và cái bass âm ly này, chép âm ly em phải giảm lại rất là nhiều. Giảm về là chưa tới phân nửa luôn quý vị, rất là ít luôn, bên đây là tuốt bên đây luôn nè. Ha, em giảm lại rất nhiều. Con lọc này nó đánh. Bây giờ em test từng kênh nè, test kênh bên đây trước nha. Đấy, quý vị thấy nó phê không, kéo xuống nó nhỏ xíu vậy luôn á. Em dặn ba lần qua đây quý vị, test lần một bên cho dễ ha. Đấy, nó lên ghê chưa. Đấy. Đấy, phải kéo xuống bớt quý vị. Rồi bây giờ chúng ta dặn ba lăng qua bên kia ha. Qua đây, tích cần đây. Cái giữa này nó bị mất cái vỏ cần này nha, bị mất cái này ha. Chúng ta chỉnh xong hết thì chúng ta rút đây, thọt qua đây, chúng ta thọt vô nó kéo nó xuống thôi, bình thường ha. Nói chung cần này cũng ít kéo quý vị, nó cái dải chung cho nên là ít kéo 1kg ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chỉnh bên đây. Đấy, quý vị nó phê chưa. Đấy. Ôi, cực kỳ quý vị. Con lọc này nó năng rất là cực kỳ luôn. Em phải dặn đây quý vị, đây volume ha, âm ly nè, khoảng số 7 giờ 8 giờ thôi, và bass và chép em phải giảm lại rất là nhiều. Đấy, đầu bass này bass 41 đánh cực kỳ căng luôn. Rồi dặn nhỏ lại em giới thiệu chút xíu ha, Sensui SE77. Con này thì ngoại hình cũng tương đối quý vị, không xuất sắc mà cũng không có xấu luôn. Phía sau của nó nè, nói chung mấy con này nó bỏ kho quá lâu quý vị. SE77 Made in Japan, con lọc là Made in Japan nha quý vị. Nó để 4 dòng điện và chỗ này nó để 120, có nghĩa là nồi. Con này thì là thị trường Mỹ nó về. Rồi để em giả nắp cho quý vị xem ha. Đây quý vị, một gàn của nó đây. Đấy, con xanh xui này cũng có chất đây quý vị. Nó gồm hai cái men đứng ở chỗ này ha, rồi một cái men lớn ở đây quý vị, lọc này men gì là nhiều rồi đó nha. Đây, đây quý vị, rất là đẹp. Cái chỗ đổi điện nó nằm ở đây đây quý vị, đây em chỉ luôn cho quý vị, về quý vị sử dụng có thể quý vị đổi ha. Đây cái dắt này nè quý vị, nó ghi số đây ha, nó ghi số 120 rồi 220, 240. Quý vị muốn xài 220, quý vị chỉ việc rút cái dắt này chúng ta cắm vào đây hoặc cắm vào đây thì sử dụng 220 ha quý vị. Đấy, zin đét hoạt động hoàn hảo hết quý vị, chỉ mắc một cái nút thôi. Và con này thì cái giá bên nước ngoài nó bán rất cao luôn quý vị, trang eBay nó bán 5-6 triệu mà chưa phí ship về nữa đó. Thì con này thì tình trạng nó như vậy ha, nguyên zin hoạt động hoàn hảo. Đấy, mắc một cái nút này, chúng ta muốn chỉnh thì rút đây, chúng ta ghim qua đây ha, chúng ta kéo. Rồi nói chung nó cũng không ảnh hưởng tới thẩm mỹ lắm đâu, tại vì nó cũng còn cái đèn chúng ta nhìn vẫn thấy đỏ, cho nên là đấy, nhìn cũng như là nó còn, nó nhìn xa thì cũng không có nói mắc được đâu. Con lọc này chất âm rất là hay luôn nha quý vị. Thì với mức giá là 3.9 triệu nha quý vị, 3.9 triệu bao vận chuyển toàn quốc, 3.9 triệu bao vận chuyển toàn quốc. Đây, ra giá rất là hữu nghị, những con lọc 5-6 triệu luôn, thật sự là chất âm chưa thật sự là qua con này đâu quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.